Vợ diễn viên Hoàng Anh khoe bụng bầu ngày càng lớn khi đoàn tụ cùng chồng ở Mỹ. Có bầu ở những tháng giữa thai kỳ, vợ diễn viên Hoàng Anh hạnh phúc khi được chồng sang Mỹ thăm. Mới đây, vợ diễn viên Hoàng Anh hạnh phúc khoe khoảnh khắc cả gia đình đoàn tụ trên đất Mỹ. Quỳnh Như cho biết cô đang mang bầu ở những tháng giữa thai kỳ. Tuy nhiên, bà xã của nam diễn viên từ chối tiết lộ giới tính em bé. Hoàng Anh là diễn viên quen thuộc với khán giả phía Nam. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ. Nam diễn viên thành hôn với bà xã bằng tuổi vào tháng 3 vừa qua. Khi mới kết hôn, Hoàng Anh vì cho là tham giàu nên lấy vợ xấu. Nhưng dần dần anh đã chứng minh được tình cảm dành cho bà xã là chân thành. Hiện tại, Hoàng Anh đang sang Mỹ thăm vợ và tranh thủ đi lưu diễn. Anh và bà xã vẫn sống ở cả Việt Nam và Mỹ. Vợ chồng diễn viên Hoàng Anh hạnh phúc đoàn tụ sau bao ngày xa cách. Bà xã Hoàng Anh khoe bụng bầu khá lớn ở những tháng giữa thai kỳ. Sau khi kết hôn vào tháng 3 vừa qua, vợ chồng nam diễn viên vẫn người ở Việt Nam, người ở Mỹ. Thời gian này, Hoàng Anh tranh thủ đi lưu diễn để sang thăm bà xã. Sau 10 năm, cuộc sống của dàn diễn viên miền Đức Phúc giờ ra sao? Mỗi diễn viên của bộ phim đều thay đổi khá nhiều ở cuộc sống hiện tại. Người thì ngày một nổi tiếng và hạnh phúc, nhưng cũng có người đã qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Miền Đức Phúc của đạo diễn Đinh Đức Liêm được phát sóng trên truyền hình vào năm 2007. Trong suốt bộ phim, khán giả được sống lại không khí những ngày đầu giải phóng, thời bao cấp khó khăn. Chuyện phim xoay quanh nội dung về một làng gốm truyền thống. Dù trải qua nhiều biến cố, thì tình làng nghĩa xóm vẫn luôn đầy ắp. Đồng thời, miền Đức Phúc còn nói đến những kẻ cơ hội, lợi dụng thời cuộc để đổi trắng thay đen. Đây là bộ phim rất nổi tiếng và thu hút được nhiều khán giả tại thời điểm ấy. Sau 10 năm phát sóng, dàn diễn viên chính của miền Đức Phúc đã có nhiều thay đổi ở hiện tại. Lương Thế Thành đảm nhận vai Phúc, một chàng trai thông minh, tốt tính, quan tâm đến người khác. Anh làm mọi cách để có thể giữ gìn và phát huy ngành nghề truyền thống của gia đình. Với gương mặt sáng và nét diễn chân thật đã giúp Lương Thế Thành tạo được chú ý của khán giả. Kể từ sau thành công của vai Phúc, Lương Thế Thành xuất hiện với hàng loạt các bộ phim truyền hình khác đều được lòng khán giả như Mùi Ngò Gai, Cổng Mặt Trời, Lối Sống Sai Lầm. Sau 10 năm, Lương Thế Thành là nam diễn viên xuất hiện khá nhiều trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh đó, anh còn hoạt động tại sân khấu kịch. Hiện tại, Lương Thế Thành đã lập gia đình cùng diễn viên Thúy Diễm và cuộc sống vợ chồng anh khiến đông đảo công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Cả hai đã đinh duyên với nhau từ những lần đi đóng phim chung. Anh và Thúy Diễm được nhiều khán giả ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Nguyệt Ánh vào vai Trúc, vợ của Phúc. Trúc là một cô gái hiền lành, cô cũng tốt bụng và nhân ái giống hệt chồng. Nét hiền lành sẵn có của Nguyệt Ánh đã phần nào giúp cô thể hiện nhân vật rất tròn vai. Lương Thế Thành và Nguyệt Ánh từng là một cặp vợ chồng hạnh phúc trong phim. Sau miền Đức Phúc, Nguyệt Ánh cũng tham gia khá nhiều phim như Cổng Mặt Trời, Thứ Ba Học Trò, Dòng Sông Huynh Đệ, Giấc Mơ Cổ Tích. Cô còn nhận được giải thưởng nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất tại HTV Award 2010-2013. Hiện tại, cô vẫn đi theo con đường diễn xuất và tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác. Mới đây, cô vừa kết hôn với ông xã người Ấn Độ và bạn đời cũng chính là giáo viên dạy yoga cho cô. Tại lễ hội của diễn viên Nguyệt Ánh, dàn mâm mâm quả là những bạn bè thân thiết của cô trong lĩnh vực phim ảnh. Dàn diễn viên ai cũng vui mừng rạng rỡ cho ngày đánh dấu cột mốc quan trọng của bạn mình. Thanh Phương vai Lợi là em ruột của Phúc. Anh là một trong những chàng trai tốt bụng nhưng lại rất nóng tính. Với Phúc, nghề gớm là tất cả tâm huyết và sẽ giữ gìn bằng mọi cách. Nhưng với Lợi, cậu lại rất dễ nản lòng. Vai Lợi đã đem lại cho nam diễn viên gốc Hà Nội giải Mai Vàng 2007 hạng mục diễn viên phim điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất. Ngoài miền Đức Phúc, Thanh Phương từng tham gia những bộ phim ăn khách như Công ty Thời Trang, Mùi Ngò Gai, Đam Mê. Anh còn sở hữu cả giọng hát hay và từng đạt giải tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vào tháng 2, 2008, người hâm mộ hết sức ngỡ ngàng khi biết tin Thanh Phương qua đời. Nam diễn viên không may mắn qua đời vào năm 2008, để lại sự tiếc nuối cho khán giả. Nguyên nhân được biết là do anh bị cảm gió. Anh mất khi mới ở tuổi 31 và ngay lúc sự nghiệp đang trên đà làm khán giả tiếc nuối. Hoàng Chiêu Quân, người đảm nhận vai vợ của Lợi, em dâu Phúc chính là Hoàng Chiêu Quân. Đây là vai diễn đầu tiên và cũng là duy nhất của cô từ đó đến nay. Cô không tham gia diễn xuất nhưng lại đảm nhận viết kịch bản cho một số phim truyền hình. Hiện tại cô đã kết hôn và sinh con. Phước Sang vào vai 6 tỷ trong phim. Dù lận đận với nghiệp diễn xuất, nhưng Phước Sang lại rất thành công lĩnh vực sản xuất phim ảnh.
Anh là đạo diễn uy tín của loạt phim điện ảnh như Công Chúa Tiên và Ngũ Hổ Tướng Thiên Sứ 99. Phước Sang có cuộc sống sung túc với vợ đẹp và hai con trai, nhưng cuộc sống êm đềm của anh không mấy trọn vẹn khi xảy ra biến cố vỡ nợ. Anh phải bán hết nhà cửa để trả nợ. Điều này khiến Phước Sang và gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Không chỉ phải đánh đổi cả gia sản khi làm ăn thất bại và chịu cảnh nợ nần, Phước Sang còn mất đi tổ ấm hạnh phúc. Anh và Kim Thư đã ly hôn, nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Căn biệt thự trị giá 60 tỷ của gia đình anh tại quận 2 với đồ nội thất đắt tiền bên trong, thang máy và hồ bơi trên sân thượng cũng bị ngân hàng xiết nợ. Sau biến cố xảy ra, giờ đây anh đã bình tâm hơn. Phước Sang vẫn tin anh còn lợi hại hơn xưa. Không có lý do gì tôi không thành công và cũng chẳng có lý do gì thất bại khi đã nắm rõ dòng phim thị trường và thị hiếu của khán giả. Những bà mẹ đẹp như hoa hậu trong showbiz Việt. Nhiều sao Việt có mẹ trẻ đẹp không thua gì con gái. Mẹ hoa hậu Thu Ngân. Mẹ ruột của hoa hậu bản sắc Việt 2016 Thu Ngân là bà Lê Thanh Hòa. Với ngoại hình trẻ trung ưa nhìn, bà xứng đáng nằm trong danh sách những bà mẹ sao Việt trẻ đẹp nhất hiện nay. Hoa hậu Thu Ngân thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Cô là con gái lớn trong gia đình, sau Thu Ngân còn có 7 người em khác. Nhan sắc ngày trẻ của mẹ hoa hậu Thu Ngân không thua kém gì các hoa hậu thời nay. Bà mẹ 8 người con gồm cả con riêng của chồng vẫn giữ được nét đẹp duyên dáng đầm thắm dù đã lên chức mẹ vợ khi hoa hậu Thu Ngân đi lấy chồng. Vẻ đẹp hiền diệu của hai mẹ con hoa hậu Thu Ngân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Vẻ gợi cảm cuốn hút của mẹ ruột hoa hậu Thu Ngân, tuy sinh con đầu lòng từ rất sớm, nhưng bà Lê Thanh Hòa vẫn giữ được vóc dáng thon thả. Mẹ á hậu Huyền My, khó có thể tin người phụ nữ nền nã này lại là mẹ của một ngôi sao nổi tiếng trong showbiz Việt. Đó chính là mẹ ruột của á hậu Huyền My xinh đẹp. Nhiều bức ảnh của hai mẹ con được cư dân mạng bình luận trông giống như hai chị em, vì mẹ Huyền My quá trẻ. Không chỉ quý phái, mẹ Huyền My còn là người tháo vát trong công việc và cuộc sống. Làn da mịn màng trắng sáng của Huyền My chính nhờ thừa hưởng gen từ mẹ. Chẳng cần bộ ảnh thời trang, chỉ cần một khoảnh khắc đời thường cũng đủ thấy nhan sắc ngời sáng của mẹ Huyền My. Mẹ của Huyền My hơn con gái lớn khoảng 20 tuổi. Mẹ á hậu Tú Anh. Á hậu Tú Anh luôn tự hào về người mẹ tài giỏi và trẻ trung của mình. Nét đẹp của mẹ á hậu Tú Anh khiến người ta suýt xoa vì vẻ sang trọng và quý phái. Mẹ của nhà thiết kế Lý Quý Khánh. Mẹ ruột của nhà thiết kế Lý Quý Khánh cũng thuộc hàng phu nhân. Bà hiếm khi tham gia vào showbiz, chỉ đôi khi hình ảnh của bà được con trai chia sẻ. Xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc, mẹ Lý Quý Khánh mang nét đẹp cao sang. Mẹ của Lý Quý Khánh không chỉ sang trọng mà còn rất trẻ trung, nhan sắc không tuổi của bà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mẹ Bảo Anh, mẹ ruột của nữ ca sĩ Bảo Anh cũng là một trong số những bà mẹ sao Việt đẹp nức tiếng. Mẹ Linh Nga, Linh Nga thừa hưởng gần như tất cả nét đẹp từ mẹ ruột, bà cũng là một nghệ sĩ múa nổi tiếng, từ đó Linh Nga theo sự nghiệp của mẹ. Khoảnh khắc hạnh phúc như chưa hề có cuộc chia ly của Cường Đô La và Hà Hồ. Cả hai đã giữ mối quan hệ rất tốt sau khi ly hôn, thậm chí còn thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc. Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La là một cặp đôi hiếm có khi đã đường ai nấy đi nhưng vẫn giữ một mối quan hệ thân thiết với nhau, thậm chí có thể nằm chung giường vì cậu con trai Su Beo. Có lần Cường Đô La còn bộc bạch những lời tâm sự của anh về Hồ Ngọc Hà với truyền thông. Anh xem vợ cũ như một người bạn tri kỷ và anh rất quý tình bạn ấy. Nữ hoàng giải trí và chồng cũ rất vui vẻ mặc dù đã đường ai nấy đi. Anh còn đến chúc mừng Hồ Ngọc Hà khi cô mở cửa hàng kinh doanh. Su Beo chính là món quà tuyệt vời mà cả hai có được với nhau. Họ luôn muốn mang lại những điều tuyệt vời nhất cho cậu quý tử này. Mỗi dịp sinh nhật Su Beo, cả hai luôn tụ họp và tổ chức buổi tiệc thật ấm cúng cho con trai. Họ không ngại xuất hiện cùng nhau mà còn thường xuyên dành thời gian cho tổ ấm. Mới đây Hà Hồ chia sẻ rằng đôi khi Cường Đô La cũng rủ cô về ở cùng để Su Beo có thêm em gái. Nhưng cả hai đều hiểu đó chỉ là những lời nói vui, bởi cả hai đến giờ đã như một đôi bạn tri kỷ. Cặp đôi luôn tạo cảm giác gần gũi mỗi khi bên cạnh con trai, để Su Beo không cảm thấy thiếu đi không khí gia đình. Cường Đô La thường xuyên đăng tải khoảnh khắc của hai mẹ con lên trang cá nhân. Đôi khi anh còn đi đằng sau để ghi lại hình ảnh của vợ cũ và con trai yêu quý. Không những vậy, Cường Đô La còn giữ lại mối quan hệ khá tốt với gia đình vợ cũ. Trước đây, doanh nhân Quốc Cường khẳng định sau chia tay, mối quan hệ của cả hai đã có nhiều hiểu lầm.
Nhưng về sau hiểu ra vấn đề, họ dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt và xem nhau như bạn bè thân thiết. Đây là cách ứng xử rất văn minh và rất ít người làm được như thế.